Kính chào quý vị đến với bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Tôi là MC ảo. Mời quý vị đến với thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông tin từ thường trực Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2021 đến 18 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2021. Tây Ninh ghi nhận 274 ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng 231 ca so với ngày 25 tháng 10 năm 2021. Phân theo yếu tố dịch tễ, test dương sàng lọc, 263 ca, cách ly tập trung, 11 ca, phân theo nơi cư trú, ngoài tỉnh, 9 ca, huyện Tân Châu, 50 ca, trong đó, Tân Đông, 1 ca, Tân Hà, 1 ca, Tân Thành, 39 ca, Thạnh Đông, 9 ca, huyện Bến Cầu, 45 ca, trong đó, Anh Thạnh, 15 ca, Lợi Thuận, 7 ca, Long Giang, 1 ca, Long Khánh, 1 ca, Long Thuận, 9 ca, Thị trấn Bến Cầu, 9 ca, Tiên Thuận, 3 ca, huyện Gò Dầu, 43 ca. Trong đó, Bầu Đồn, 6 ca, Cẩm Giang, 1 ca, Hiệp Thạnh, 1 ca, Phước Đông, 2 ca, Phước Thạnh, 1 ca, Phước Trạch, 3 ca, Thạnh Đức, 2 ca, Thanh Phước, 2 ca, Thị trấn Gò Dầu. 25 ca, huyện Tân Biên, 39 ca. Trong đó, Hòa Hiệp, 10 ca, Tân Lập, 2 ca, Thạnh Bắc, 1 ca, Thạnh Bình, 2 ca, Thạnh Tây, 2 ca, Thị trấn Tân Biên, 20 ca, Trà Vong, 1 ca, đang xác minh địa chỉ 1 ca. Thị xã Hòa Thành, 25 ca. Trong đó, Phường Long Hoa, 1 ca, Long Thành Nam, 1 ca, Trường Đông, 19 ca, Trường Tây, 3 ca, đang xác minh địa chỉ. 1 ca. Huyện Dương Minh Châu, 19 ca. Trong đó, Bầu Năng, 1 ca. Phước Ninh, 7 ca. Trung Ích, 11 ca. Huyện Châu Thành, 17 ca. Trong đó, Đồng Khởi, 7 ca. Hảo Đức, 1 ca. Phước Vinh, 3 ca. Thái Bình, 1 ca. Thanh Điền, 1 ca. Thành Long, 1 ca. Thị trấn Châu Thành, 1 ca. Trí Bình, 2 ca. Thị xã Trảng Bàng, 15 ca. Trong đó, An Hòa, 1 ca, An Tịnh, 2 ca, Đôn Thuận, 1 ca, Gia Bình, 1 ca, Gia Lộc, 3 ca, Phường Trảng Bàng, 4 ca, Phước Bình, 3 ca, Thành phố Tây Ninh, 12 ca. Trong đó, Ninh Sơn, 1 ca, Phường 1 là 1 ca, Phường 2 là 1 ca, Phường 3 là 1 ca, Tân Bình, 4 ca, Thạnh Tân, 2 ca, Đang xác minh địa chỉ, 2 ca. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại. Tổng số bệnh nhân COVID-19 là 11.110 ca. Đang điều trị, 1.506 ca. Đã điều trị khỏi và xuất viện, 9.451 ca. Trong đó, ngày 26 tháng 10 là 75 ca. Tử vong, 153 ca. Trong đó, ngày 26 tháng 10 là 3 ca. Vùng phong tỏa. Tính đến ngày 26 tháng 10 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 890 vùng phong tỏa, trong đó, đang phong tỏa 138 vùng. Đã kết thúc phong tỏa 752 vùng, tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.835 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 2.779 người, tiêm vaccine. Trong ngày đã tiêm 4.716 liều vaccine, tính đến ngày 26 tháng 10 năm 2021, đã tiêm được 1.220.504 liều, trong tổng số 1.338.690 liều tỉnh được Bộ Y tế phân bổ. Trong đó mũi 1 là 857.512 liều, mũi 2 là 362.992 liều. Thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68 của chính phủ. Trong ngày 26 tháng 10, các địa phương đã chi hỗ trợ 433 người, với số tiền 799.810.000 đồng. Từ khi thực hiện chính sách đến ngày 26 tháng 10 năm 2021, các địa phương đã chi hỗ trợ tổng cộng 98.512 người với số tiền 147 tỷ 913 triệu 970 000 đồng. Quý vị hãy quét mã QR góc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ HTTPS 2 gạch chéo gạch chéo www.ttv11.com.vn để nhận thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin. Thân mến chào tạm biệt.